Đây là trường học Chu Văn Thố. Đi theo quốc lộ 13 hướng lên trên thành, mình sẽ có một cái đường để vào chỗ Chu Văn Thố. Còn khúc sắp tới đây là đất là một cái chợ. Chợ này cũng là chợ Chu Văn Thố. Sắp tới cái chợ đây chính là cái chợ Chu Văn Thố đó, sáng sớm cho nên người ta buôn bán rất là đông. Mình tiếp tục đi lên hướng chân thành, và ngay cái chỗ ngã rẽ trái này, cái rẽ này là đi qua Phú Giáo quốc lộ 14, còn đi thẳng lên là Bình Phước. Đây đấy, còn mình rẽ vào qua trái đây là mình rẽ đi vào đất. Ở kia là cầu vượt đường mòn Hồ Chí Minh. Đường mòn Hồ Chí Minh đã được làm và đổ cầu hoàn thiện hết rồi. Đường rất là to lớn. Nhưng mà chưa được lưu thông. Rồi, đây chính là đường mòn Hồ Chí Minh. Đường mòn Hồ Chí Minh. Đường rộng hơn 32 mét. Lòng đường là 32 mét. Và sắp tới ngã rẽ đây, đó chính cái ngã rẽ này là đi lên khu chợ mới. Khu chợ mới này có nhiều đường lên. Đường này cũng lên được và thậm chí đường này cũng lên được. Bây giờ em chạy thẳng vào đất. Em sẽ chạy thẳng vào đất để quay cái lô đất để cho anh chị xem nhé. Từ quốc lộ 13 đi vào đất. Đường này cũng đi ra chợ. Từ quốc lộ 13 đi vào chỗ đất tầm khoảng hơn 500 mét. Gần 100 mét. Thì mình cũng đoán chừng vậy thôi, chứ còn sắp tới đất rồi đó. Thì hết cái đoạn đường mòn Hồ Chí Minh đường nhựa này thì có một khúc đường sỏi. Đường sỏi này, đi hết cái đường sỏi này là mình sẽ gặp một con đường nhựa. Nếu đi thẳng thì mình sẽ đi qua chỗ cây trường Dầu Tiếng. Còn mình rẽ phải thì mình sẽ đi lên chợ mới Chu Văn Thố. Và rẽ trái thì mình sẽ đi xuống ngay chỗ miếng đất của mình. Rồi, sắp tới đất mình rồi. Ngay cái chỗ chiếc xe đang làm đường, cái đường đó đang khởi công làm. Cái rẽ này, đây gọi là đường liên xã, lên Chu Văn Thố. Đấy. Còn cái hướng đi thẳng này là mình đi qua hướng cây trường rồi Dầu Tiếng và Long Tân. Đây đường này là đường liên xã và cũng đang múc để làm đường, có khả năng là đổ nhựa. Và ở đây dân cư dưới đây cũng rất là đông. Và cái lối này mình sẽ vào thẳng vào đất của mình này. Đấy, lối này cũng có mấy nhà phía trong kia người ta ở rồi. Rồi, ok. Mày xuống đây. Đất mình ngay đây này. Không phải, hướng này là hướng Tây này. Còn phía trong kia có mấy căn nhà người ta đang ở này. Còn em xuống em quay này. Rồi, đất mình là đây. Ngay chiếc xe máy đó.
5 m, năm sâu 29 gần 30. Đó, ngay chiếc xe máy đang đậu này. Đó, thì trong này em sẽ vào trong này em quay, có mấy căn nhà người ta xây và đang ở trong đây này. Đây là đường phía trong cùng luôn này, người ta ở phía trong cùng. Đây, hiện tại trong này có 2 căn nhà người ta đang ở nha. Rồi, và mình đi ra khỏi đường này nè. Đi ra khỏi đường này thì đi lên chỗ đường mòn Hồ Chí Minh. Đấy, hướng này là hướng đi lên chợ mới. Rồi, video đến đây là hết. Em chào quý anh chị nha.